Đây là một câu biểu đồ cột thể hiện khối lượng hàng hóa vận chuyển theo ngành vận tải 2020. Về cơ bản, cái biểu đồ này đã quá rõ ràng số liệu rồi, nên là bài tập nào? Câu số 1, tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển ngành vận tải năm 2020 là... Ok, nếu mà các bạn chỉ cần cộng hết 5 thằng này vào với nhau. Đấy, tổng khối lượng mà. Đấy, cộng hết vào là ra. Bây giờ chúng ta sẽ rút máy tính ra này. Ok, lấy máy tính này. Rồi, chúng ta sẽ cộng đầu tiên là gì? 5216.3. Ok chưa? Cộng 128, 128, 2119, 2119.6. Ok. Cộng tiếp với gì? 2578, 2578, 41.46, 41.46. Cộng tiếp với gì? 76086, 76086.2. Ok. Cộng tiếp với cả gì? 272, 72. Chấm 38, chấm 38, ok, bằng 162 1535, 162 1535.94. Ok, vậy đáp án chúng ta sẽ là ok, quá dễ dàng, hết bài. Câu số 2, khối lượng hàng hóa vận chuyển theo đường bộ so với tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển theo các đường còn lại là như thế nào? Ok, đường bộ các bạn sẽ thấy là một con số to như thế này, và các đường còn lại sẽ là 4 đông còn lại. Đấy, tỷ lệ thì các bạn chỉ cần thực hiện phép chia thôi. Nào, chúng ta sẽ rút máy tính ra phân số này. Đầu tiên trên cùng này, 1282, được chưa? 119.6, 119.6, ok. Bên dưới sẽ là gì? 5216.3, 5216.3. Rồi, cộng tiếp với gì? 2578, 2578, 41.46.46. Ok, cộng với cả gì? 76086, 76086.2. Ok. Cộng tiếp với cả gì? 272.38, 272.38 bằng 3,77. Ok, này xấp xỉ 3,78. Nó sẽ là gấp khoảng 3,8 lần. Rồi đáp án D, hết bài. Câu số 3, nếu khối lượng hàng hóa vận chuyển theo đường sông 2022 không đổi thì khối lượng hàng hóa vận chuyển theo đường biển cần tăng bao nhiêu phần trăm để bằng đường sông? Ok, ở đây chúng ta chỉ coi là đường sông và đường biển. Ok, vậy thì đường sông không đổi và đường biển cần tăng bao nhiêu phần trăm? Có nghĩa là thằng này cần tăng bao nhiêu phần trăm để được thằng này? Đó, thì cách tính chúng ta cực kỳ đơn giản. Các bạn chỉ cần tính như này. Đây, chúng ta sẽ lấy là 257841.46, được chưa? Trừ cho 76086.2, được chưa? Tất cả trên 76086.2. Đấy, các bạn bấm cho anh cái thằng này. Đấy, về cơ bản nó sẽ là đường sông trừ đường biển trên đường biển. Đấy, bấm thôi, kéo lên trên một tí nhá. Rồi, phân số này 257841.46, được chưa? Trừ cho bao nhiêu? 76086.2 trên 76086.2. Đấy, chúng ta sẽ có là 2,38. Ok, về cơ bản nó sẽ phải tăng là 238%. Đấy, 238% sẽ xấp xỉ 240% cho đáp án. Hết bài.